vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 12 tháng 1 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.